Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề, đó là ăn chuối có thực sự là tăng cơ như lời đồn hay không. Nếu các bạn đi tập gym thì chắc chắn các bạn nghe một vài câu như thế này, đó là tập gym là phải ăn chuối, tập gym ăn chuối cho nó bổ cơ, cho nó tăng cơ, hay là mày ăn chuối đi cho nó tăng cơ nhân, hay là ăn chuối là ngon bổ rẻ nè. Hôm nay á, thì chúng ta sẽ nói về cái chủ đề, đó là ăn chuối có thực sự là giúp cho các bạn tăng cơ hay không. Các bạn có thể thấy là ba quả chuối mình vừa mua ở siêu thị vào buổi sáng các bạn. Thành phần dinh dưỡng trong một quả chuối trung bình, trong một quả chuối tươi trung bình khoảng 118g có chứa 105 calorie, 75g carb, 3g chất xơ, 1g protein, 0,3g chất béo cùng với vitamin C, vitamin B6, kali, mangan, magie và vân vân. Wow! Vậy á, chuối không tăng cơ các bạn ơi. 100g chuối tươi chưa đến 1g protein nữa mà. Vậy á, nếu trung bình một người á chỉ ăn chuối thôi để mà tăng cơ bắp á, vậy thì các bạn phải ăn từ 12 cho đến 15kg chuối một ngày thì mới đủ cái lượng protein để mà các bạn tăng cơ. Vậy á, thì tại sao chuối được gọi là thực phẩm vàng trong làng tập gym được? Đó là bởi vì lý do này nè các bạn. Tuy lượng protein trong chuối rất thấp nhưng lượng carb tốt rất cao. Vậy nếu mà bạn ăn chuối trước khi mà tập gym thì cái cường độ tập luyện của bạn sẽ đạt hiệu quả cao về sức bền và sức mạnh. Từ đó cái buổi tập của bạn trở nên hiệu quả hơn. Chất xơ trong chuối tuy không nhiều nhưng ở mức ổn định so với những cái loại trái cây khác, giúp bao tử cũng như là cơ thể của bạn dễ hấp thu và tiêu hóa hơn. Mangan trong chuối là một chất vi lượng giúp hỗ trợ nhiều trong cái quá trình mà cơ thể, bao gồm cái quá trình chuyển hóa protein từ thức ăn thành cơ bắp. Vitamin B6 là một loại vitamin tan trong nước mà con người cần tiêu thụ hàng ngày vì nó tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và hỗ trợ tạo ra năng lượng lưu trữ trong cơ bắp. Kali trong chuối giúp ngăn ngừa tình trạng chuột rút cơ bắp do mất cân bằng điện giải vì thiếu kali. Kết luận là như thế này, chuối không giúp bạn tăng cơ nhưng lại giúp bạn đạt được cái quá trình tăng cơ dễ dàng và nhanh hơn nhờ những dưỡng chất thiết yếu và cần thiết cho cơ thể cũng như cơ bắp. Bởi vậy á thì mới nói là chuối là thực phẩm vàng trong làng tập gym. Nhưng để mà các bạn tăng cơ bắp thực sự á, thì các bạn nên bổ sung nhiều loại thực phẩm chứa protein từ thịt, cá, trứng, sữa, ngũ cốc, các loại hạt, soy protein. Những loại thực phẩm chứa nhiều protein thì các bạn mới có thể là phát triển cơ bắp tốt được.